chăm sóc gia đình, thức khuya, bận bịu công việc, làm da xấu đi, giải pháp nào cho da? Iluma với một công thức hoàn toàn mới, kết hợp các hoạt chất làm da trắng sáng, giúp mang lại làn da khỏe mạnh, trẻ trung và bừng sáng rạng rỡ. Công nghệ Vectorlite độc quyền giúp kéo dài thời gian tác động của các hoạt chất làm trắng sáng, tăng hiệu quả ức chế sản xuất melanin, nhanh chóng làm mờ các vết tàn nhang, đốm nâu, thâm nám. Cùng Imay chăm sóc gia đình. Đến với chương trình làm đẹp 24 giờ. Kính thưa quý vị, mặc dù ở phương Nam của chúng ta không trải qua bốn mùa rõ rệt như là phương Bắc, không có cái nắng nóng gay gắt của mùa hè hay là cái lạnh buốt của mùa đông, tuy nhiên thì chúng ta vẫn cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết lúc giao mùa. Mùa đông là thời điểm dành cho thời tiết có sự thay đổi rõ rệt nhất trong năm, từ nóng và chuyển sang cái se se lạnh, và khi đó thì không khí cũng trở nên hanh khô và làn da cũng trở nên nhạy cảm hơn, dễ nứt nẻ hơn rất là nhiều. Đây chắc chắn là thời điểm mà các bạn cần chăm chút thật kỹ cho làn da của mình. Chính vì vậy mà chương trình ngày hôm nay, trong chuyên mục tư vấn chăm sóc da, thì Hoài Ngân sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách chăm sóc làn da dành cho mùa này. Chắc chắn là những thông tin mà chúng tôi vừa đề cập đến là điều mà không ít các chị em phụ nữ quan tâm. Và hy vọng đó cũng sẽ là một trong những địa chỉ mà chúng ta cần lưu lại trong sổ tay làm đẹp cho chính mình. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện cùng với chị Thanh Thúy, là đại diện của nhãn hàng Emy Skincare Việt Nam, trong chuyên mục tư vấn chăm sóc da. Chắc chắn là những thông tin vừa rồi sẽ không ít các chị em phụ nữ quan tâm, và chúng ta cũng đã có cho riêng mình những địa điểm thích hợp để ghi vào sổ tay làm đẹp, phải không ạ? Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ đến với phần tư vấn và làm đẹp cùng với chị Thúy, là đại diện của Image Skincare tại Việt Nam. Xin chào chị ạ. Chào Hoàng Ngân và chào khán giả của chương trình làm đẹp 24 giờ. Mùa đông là một mùa khắc nghiệt nhất trong năm và dễ ảnh hưởng tới làn da cũng như là tính thẩm mỹ trên làn da của chúng ta. Vậy thì vào mùa đông thì chúng ta có những biểu hiện trên làn da như thế nào để có thể báo hiệu là da chúng ta gặp vấn đề? Mùa đông thì da chúng ta ảnh hưởng không ít nhiều, bởi vì người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng với khí hậu nhiệt đới, dạ, cho nên cũng ảnh hưởng rất là nhiều với cái không khí thay đổi, gió mùa và khô hanh làm cho da chúng ta bị tổn hại và ảnh hưởng rất là nhiều, kèm theo những nứt nẻ khô da trên bề mặt làm cho da cảm giác châm chích và ngứa rất là nhiều. Tại sao do cái mùa khô, mùa lạnh thì da của người chúng ta bị cứ ảnh hưởng là hay bị dị ứng và ngứa da rất là nhiều, dạ, do khí hậu của chúng ta. Làm cho chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều về vấn đề này. Thưa chị, thì đối với từng loại da cụ thể như là da thường, da khô hoặc là da hỗn hợp thì chúng ta có thể nhận biết được qua những biểu hiện cụ thể như thế nào ạ? Bạn cũng biết rồi đó, da khô thì khi mà gặp khí trời của mùa đông thì càng khô hanh nhiều hơn, yeah, nứt nẻ và có những cái biểu hiện bong tróc rất là nhiều. Còn da thường thì nó sẽ khi mùa này nó sẽ dẫn tới da khô. Đó, thì chúng ta cũng cần, trong những mùa này chúng ta cần tăng cường độ ẩm. Và đối với những da nhờn thì với mùa đông thì cái hoạt động tiến bã nhờn nó sẽ ít hoạt động nhiều hơn và ít đổ nhờn nhiều, giống như cái mùa hè nóng oi bức. Thì cái mùa này thì đối với da nhờn thì cái vẫn bị khô và thiếu nước trên bề mặt da, cho nên tất cả loại da nào chúng ta cũng cần cung cấp độ ẩm và nên tẩy tế bào chết để cho cái lớp tế bào chết nó không dày trên bề mặt, làm cho ngứa da và khô rát trên bề mặt da của chúng ta. Vậy thì vào mùa đông thì da chúng ta trở nên khô căng, thì cái biểu hiện như vậy có dẫn đến những vấn đề nào khác của da nữa không ạ? Khô căng nhiều quá nó sẽ dễ dẫn đến vấn đề như là bị lão hóa da, làm cho da chúng ta nhăn trên bề mặt và có thể bị dị ứng da và ngứa da rất là nhiều, và gây đến những cái tình trạng khác làm cho da chúng ta mất cái vẻ thẩm mỹ và khó chịu cho chúng ta. Dạ, vậy thì chúng ta nên có những biện pháp cụ thể như thế nào để có thể tránh được những biểu hiện như là chị Thúy vừa chia sẻ? Trong mùa đông lạnh này da trở nên khô hơn, cho nên chúng ta cần phải bổ sung lượng nước cho cơ thể chúng ta nhiều hơn nữa, và chúng ta cần bổ sung độ ẩm cho da và những cái chất chống oxy hóa cung cấp độ ẩm để cho da chúng ta không có bị lão hóa da. Và mùa đông thì chúng ta thường sẽ có thói quen là dùng nước nóng hoặc là nước ấm để rửa mặt, vì nước nóng sẽ làm cho chúng ta có cảm giác dễ chịu hơn. Thì Hoàng Ngân không biết là với cái thói quen như vậy thì có tốt cho làn da không thưa chị Thúy?
Mùa đông mà tắm nước nóng thì cảm giác rất là thoải mái ha. Dạ. Nhưng mà thật ra tắm quá nhiều nước nóng hoặc rửa da chúng ta quá nhiều nước nóng sẽ gây Dạ. ảnh hưởng rất là nhiều và nó mất cái lượng lipid trên bề mặt da, làm cho da chúng ta bị khô và nóng, căng nước khó chịu. Cho nên mùa này chúng ta nên giảm tắm nước ấm vừa phải thôi, đừng có nóng Dạ. quá. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nên cung cấp nhiều độ ẩm, dưỡng ẩm cho da. Sau khi tắm chúng ta nên thoa một cái lớp kem dưỡng ẩm cho da để tránh cái tình trạng mà nẻ da trên da của chúng ta. Và một điều thứ ba nữa chúng ta nên tránh, đó là không nên rửa mặt quá lâu hoặc cọ xát, ma sát quá nhiều trên da chúng ta, làm cho da chúng ta bị bong tróc quá nhiều, làm cho cái da chúng ta nó dễ bị kích ứng và rát da. Và bên cạnh đó thì chế độ ăn uống cũng như là bổ sung chất dinh dưỡng từ bên trong, thì không biết chị Thúy có điều gì để chia sẻ cho Ngân cũng như là tất cả các bạn không? Thường thì mùa đông lạnh thì chúng ta làm cho chúng ta có cảm giác là ít khát nước, Dạ. cho nên chúng ta nên uống nhiều nước hơn, vì tình trạng đó nó sẽ dẫn cho chúng ta mất nước và làm khô da nhiều hơn. Và ngoài ra thì chúng ta cần ăn những cái thực phẩm bổ sung như nhiều dinh dưỡng, vitamin như cá hồi nè, những cái bông cải xanh, những cái thực phẩm rau quả tươi để bổ sung vitamin cho da, và uống nhiều nước cam chanh. Dạ. Và cũng như những mùa khác thì chúng ta phải lưu ý cái lượng vitamin trong chất dinh dưỡng bổ sung hàng ngày. Và riêng về việc dùng sản phẩm dưỡng da dành cho mùa đông này thì chúng ta nên lựa chọn sản phẩm như thế nào ạ? Việc lựa chọn sản phẩm cho loại da mùa đông này rất là khó cho chúng ta Dạ. và cần phải kỹ càng. Không thể nào vào một mùa đông lạnh da khô chúng ta có thể xài một cái làm cho khô da nữa, mà chúng ta phải cần tăng cường những cái dưỡng chất độ ẩm cho da nhiều hơn. Ví dụ như đối với những cái da khô thì chúng ta cần cung cấp những cái chất có vitamin C hoặc là những cái chất dưỡng ẩm từ aloe vera, lô hội. Ví dụ như những cái da mà dầu mụn thì chúng ta cần bổ sung độ ẩm từ nước như hyaluronic. Những cái chất đó nó sẽ giúp cho da chúng ta không có bị mất nước và không có bị khô trên bề mặt. Dạ, em cũng được biết chị Thúy là đại diện của thương hiệu Image Skincare tại Việt Nam. Thì không biết chị Thúy có thể chia sẻ cho Hoàng Ngân cũng như là quý vị khán giả biết về thương hiệu Image Skincare và đặc điểm nổi trội của thương hiệu mình là gì ạ? Thương hiệu Image Skincare đã có mặt trên thị trường từ năm 2003 và có mặt tại Việt Nam từ năm 2008 và được FDA công nhận là một dòng mỹ phẩm không dùng paraben, đó là chất bảo quản ảnh hưởng tới cơ thể chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng tôi dùng những chất từ thiên nhiên và mực in từ đậu nành chứ không dùng những hóa chất để in trên bao bì. Paraben hiện giờ là một, như các bạn đã biết, là một cái chất có tác hại về sức khỏe chứa trong mỹ phẩm, cho nên chúng tôi loại bỏ nó hoàn toàn. Và chính vì đạt được hiệu quả cao như vậy cho nên được nhiều phụ nữ và những người sử dụng mỹ phẩm quan tâm tới. Vậy bên cạnh việc chăm sóc da thì các chị em phụ nữ cũng như là những người tiêu dùng đã bắt đầu quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Và sau khi nghe chị Thúy chia sẻ thì chắc chắn là các chị em cũng đã biết về thương hiệu Image Skincare và đã có thêm một thương hiệu tin tưởng để có thể chọn cho mình những mỹ phẩm vừa đẹp cho da và vừa tốt cho sức khỏe. Thì chị Thúy có thể chia sẻ thêm cho Hoàng Ngân biết được là đặc biệt trong mùa đông này thì Image Skincare có những sản phẩm nào đặc biệt dành cho mùa đông không ạ? Image Skincare có dòng Vital C có thành phần vitamin C giúp cho giữ ẩm cho da và chống oxy hóa cho da và ngăn ngừa những cái khô rạn nứt trên bề mặt da, và nó cũng giúp cho chống oxy hóa mạnh trên da của chúng ta, giúp cho da chúng ta đỡ khô và đỡ căng nứt khó chịu, và cũng chống được lão hóa ở cái da trong lúc mùa đông này. Vậy thì dòng sản phẩm Vital C với những đặc điểm như chị vừa chia sẻ thì chúng ta có thể được sử dụng dành cho phụ nữ có thai không ạ? Thật sự cái dòng Vital C nếu đơn thuần có một chất vitamin C không thì có thể xài được, nhưng vòng dòng Vital C của chúng tôi có vitamin A trong đó, thì vitamin A cấm xài cho phụ nữ mang thai, cho nên chúng ta có thể xài cái dòng Omedis, và chúng ta có thể coi trên website có dòng Omedis này, dòng The Mask, những cái dòng đó nó cũng giữ ẩm cho da rất là tốt và an toàn cho phụ nữ mang thai, không có dùng hóa chất và những cái trong sản phẩm từ thiên nhiên và không bón phân hóa học, chúng tôi nuôi trồng rất kỹ dành riêng cho phụ nữ mang thai trong cái dòng Omedis. Em có một thắc mắc một chút, đó là những cái dòng sản phẩm dành cho mùa đông á, thì khi mà mùa đông trôi qua rồi thì chúng ta có thể sử dụng tiếp tục dành cho những mùa khác được không chị? Thật ra thì các dòng sản phẩm có thể xài được các mùa khác nhau. Yeah. Ví dụ như mùa đông da chúng ta khô nhiều hơn, cái dòng vitamin C chúng ta có thể sử dụng sáng và tối, và có thể sử dụng những cái da nào quá khô thì chúng ta có thể sử dụng luôn cái kem của nó, vì cái kem của nó giữ ẩm rất là nhiều. Yeah. Còn với mùa hè nóng
bức thì chúng ta có thể xài giảm cái lượng đó lại. Ví dụ như những cái da nào hỗn hợp dầu thì thay vì chúng ta xài mỗi ngày mỗi buổi tối thì bây giờ chúng ta có thể xen kẽ nhau xài, và chúng ta có thể cân bằng nó bằng một cái sữa rửa mặt khác nó hơi khô hơn chút xíu, chúng ta có thể điều chỉnh lượng xài trên da của chúng ta. Tuy nhiên là chúng ta phải cần có những lời tư vấn thật là chính xác của các chuyên gia để có thể sử dụng sản phẩm một cách tốt nhất. Chính vì vậy dòng sản phẩm của Image Skincare không có bán đại trà trên thị trường mà không có kê toa của một chuyên viên. Xin cảm ơn chị Thúy rất nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay, và chắc hẳn là các chị em chúng ta cũng đã có thêm những bí quyết để chăm sóc da vào mùa đông, và bí quyết để chọn cho mình những sản phẩm thích hợp nhất là dành cho làn da của mình. Cảm ơn Hoàng Ngân và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại kỳ sau. Và đến đây là thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chăm sóc gia đình, thức khuya, bận bịu công việc, làm da xấu đi, giải pháp nào cho da? Iluma với một công thức hoàn toàn mới, kết hợp các hoạt chất làm da trắng sáng, giúp mang lại làn da khỏe mạnh, trẻ trung và bừng sáng rạng rỡ. Công nghệ Vectorlight độc quyền giúp kéo dài thời gian tác động của các hoạt chất làm trắng sáng, tăng hiệu quả ức chế sản xuất melanin, nhanh chóng làm mờ các vết tàn nhang, đốm nâu, thâm nám. Cùng Image chăm sóc gia đình.